Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn về kiểu dữ liệu function trong Python. Cụ thể, đó là nói về positional và keyword argument. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn về backing và unpacking arguments. Đầu tiên, mình sẽ đi vào là unpacking argument với sao. Nó là gì? Giả sử bạn có một cái hàm như thế này. Rồi, giờ sẽ bạn có một hàm như thế này. Thì bạn thấy á, hàm này gồm 4 parameter K, T, E, R chưa? Và không có default argument. Vậy nên khi gọi hàm này, bạn buộc phải đưa vào 4 argument. Nhưng bạn có một vấn đề, 4 argument này cần truyền vào khi gọi hàm này lại nằm trong một list. Hiểu vấn đề đó không? Đây, mình có một list như thế này chẳng hạn. Tức là mình muốn dùng 4 thằng này nè, truyền vào tương ứng cho 4 thằng này. Tính thì cũng dễ thôi, bạn hoàn toàn có thể gọi rồi theo dạng này, không vấn đề, đúng không? Dùng index nó truyền vào từ từ, không sao hết. Rồi, phức tạp lên một xíu. Sẽ ra sao nếu bạn có 50 parameter, không còn là 4 nữa đó. Tức là chẳng lẽ bạn phải gõ hết 50 cái index để truyền vào khi mà bạn gọi nó. Lập trình viên thì lười lắm, họ không làm chuyện đó đâu. Vậy nên Python cho phép làm điều nó đơn giản chỉ bằng một dấu sao. Thử nha. Thay vì mình phải truyền vào nguyên một list từng cái thằng index như thế này, mình truyền thẳng luôn. Kết quả tương tự. Nhanh gọn lẹ chưa? Và nó tự hiểu là lấy giá trị tuần tự đưa vào. Được không? Khi bạn sử dụng sao, bạn không chỉ có thể là unpack được các list, mà bên cạnh đó bạn có thể unpack các container khác như là tuple, chuỗi, generator, set, dict. Chỉ lấy được key thôi nha, dict là chỉ lấy được key thôi. Lưu ý, pass argument bằng cách unpacking argument như thế này là đang truyền vào dưới dạng positional argument, không phải là keyword argument. Nhìn vào thì chúng ta có thể hiểu chuyện đó rồi ha. Nên hãy cẩn thận sử dụng kỹ thuật này với những hàm có parameter dạng keyword only argument. Ok, giả dụ mình có hàm này, bring nó ra thôi chưa. Thì nếu như bạn xài nó vậy như thế này, có vấn đề liền, đúng không? Tại vì sau đó chỉ toàn là keyword argument, bạn đưa vào như thế này nó không chịu. Ok, lỗi nó báo nè, take không positional argument but two were given. Tức là thằng này không có cái positional argument nào cả, nhưng mà bạn đưa vào là hai thằng, không đúng. Đó. Thì trong trường hợp container của bạn unpack các giá trị có trong container nhưng vẫn chưa đủ yêu cầu của hàm, thì bạn có thể truyền thêm. Đó. Tức là cái trường hợp này là mình một cái lưu ý ha. Tức là nếu như mà bạn gặp những cái hàm mà toàn là keyword only argument thì dùng cách này là có chuyện chết. Nhưng mà với quay lại cái thằng này, bạn truyền như thế này rồi, giả sử bây giờ list của mình chỉ có 3 thằng thôi. À, sau đó mình muốn truyền thêm, tức là chưa đủ list mình thiếu, mình muốn truyền thêm, đưa vào là đưa thêm vào, vậy thôi. Ok, đơn giản đúng không? Vậy thì cũng tương tự luôn, nếu như những thằng này đều là positional argument và những thằng sau đó là keyword argument, thì có phải là mình cũng có thể làm theo dạng dạng này không? Thử nha, bây giờ mình thử đi. Giả sử đây, sao cho nó default value luôn, cho là bằng cái ta, đúng không? Chỗ này mình R bằng, mình chuyển theo kiểu khác, chưa thử chạy đường này ha. Rồi giả sử không truyền nè, đúng chưa? Bạn có hiểu cái ví dụ mình đang nói không? Tức là bạn có thể kết hợp linh động, nhưng bạn phải nhớ cái vị trí của nó, bạn phải hiểu cái vị trí của nó, tới đâu là giới hạn của positional argument và tới đâu là giới hạn của argument, keyword argument. Rồi ha, đó là bạn đã nắm cách unpacking. Unpacking tức là gỡ cái gói ra. Một cái gói đó đang chính là một iterator hoặc một cái container. Rồi bạn dùng dấu sao thì bạn unpacking nó ra, lấy hết tất cả giá trị của nó thả ra. Vậy thôi. Xong. Packing argument với sao.
Thì bạn ơn Bắc Kinh argument với sao rồi, thì bây giờ Bắc Kinh nói với sao thì sao? Bạn còn nhớ cái hàm bring không? Nó có khả năng nhận được bao nhiêu argument cũng được. Vậy làm sao nó có thể làm chuyện đó? Đó chính là nhờ packing argument. Đôi khi bạn sẽ không biết trước được bạn sẽ pass vào bao nhiêu argument. Việc kiểm soát điều đó đôi lúc là bất khả thi. Impossible. Rồi, thì khi mà bạn sử dụng packing argument đồng nghĩa với việc bạn nhờ một biến đi gói tất cả các giá trị truyền vào cho hàm bằng positional argument thành một tuple. Nếu không có gì để gói, bạn không truyền vào bất kỳ gì thì bạn sẽ nhận được một tuple rỗng. Để giao nhiệm vụ cho một biến làm công việc này, bạn bắt đầu trước nó bởi một dấu sao. Thử. Nó tới đây cũng hơi mơ hồ. Thử phát hiểu liền. Rồi, mình có một hàm như thế này, mình thử truyền vào. Chạy. Nó đưa vào đúng 3 thằng, nhưng 3 thằng này đang ở dạng là tuple. Đúng chưa? Mình truyền vào 3 thằng riêng lẻ nha, nhưng mà khi mình xuất ra rõ ràng nó là một tuple. À, vậy thì sao? Vậy nếu như bây giờ mình làm như thế này sao? Mình truyền vào một range unpack, sau đó là back. Đầu tiên là unpack nó để mà nó đưa ra tuần tự, sau đó là back thì sao? Nó đã hết rồi. Đúng chưa? Có phải là mình truyền vào bao nhiêu cũng được không? Hay chưa? Backing và unpacking nó hay chưa đó? Mọi thứ đều linh động. Bạn chỉ cần nhờ một thằng trung gian coi như thằng đó là một cái thùng chứa. Nó vận chuyển giùm bạn. Nó vận chuyển từ bên ngoài, rồi nguyên cục bự này, nó thả vào bên trong đây. Thằng này unpacking nó ra. Xong. Từ đây unpacking ra nè. Cái bag này nó giữ lại nè, vô đây bạn xài. Xong. Lưu ý bạn không nên nhầm lẫn việc này với việc force keyword only argument. Không được phép để hai parameter cùng là nhiệm vụ packing argument cho một hàm. Hiểu không? Tức là không được phép để hai parameter cùng là nhiệm vụ packing. Tức là cho một hàm chỉ có một thằng là packing thôi. Nếu sau một packing parameter mà còn những parameter khác, thì khi gọi hàm muốn truyền giá trị vào cho parameter sau packing, bạn cần phải sử dụng keyword argument chứ không dùng positional được. Đó là một lưu ý. Rồi, ví dụ luôn ở đây mình thêm keter vào. Ở đây mình sẽ xuất ra keter. Không cần này nữa. Chưa? Sau khi truyền không có gì hết. Tại sao vậy? Tại vì mình thiếu parameter. Phải cái. À hi hi. Tệ không? Như đây, unpack sau đó là back. Ngay chỗ này bị lỗi. Missing one require keyword. Bởi vì mình vẫn đang để là positional, mình phải để là keyword. Của mình nó mới chịu. Chưa? Qua từng cái lỗi là bạn hiểu. Bạn cần có cái gì, bạn không nên có cái gì. Ok. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này khi khai báo biến. Cái team sẽ nói vấn đề này ở một bài khác. Ở những ví dụ trên thì các bạn có thể thấy cái team sử dụng biến backing có tên là ARGS. Đó không phải là ngẫu nhiên mà là một quy ước nhỏ của các lập trình viên với nhau, chẳng cần phải là Pythonist đâu. Tức là thằng nào mà mình, tại vì nó là viết tắt của chữ arguments, thêm s vô là nhiều, vậy thôi. Quy ước cái gì? Thường thì người ta sẽ sử dụng biến có tên là ARGS. Đó, ok. Trong Python có rất là nhiều quy ước về những thuật toán bất thành văn, những luật bất thành văn, như là cách đặt tên biến, cách định dạng code, cách đặt tên file, mà sẽ biết thêm ở một bài khác của cái team. Unpacking argument với sao, sao, tức là hai dấu sao. Bây giờ ta thử unpacking một đích chỉ với một dấu sao. Thử mình đưa vào một đích. Chưa? Rồi, ở đây mình là một hàm. Như này mình in ra A và in ra B. Rồi, mình có A, có B. Bây giờ mình thử gọi cái hàm đó và truyền vào cái đích của mình. Ở packing đó. Xem ra gì nha. Chết whale luôn. Có lỗ không ta? Xem coi mình ghi nhầm gì không. Hình như cái thằng này phải để dưới. Đúng rồi. Đó, thêm một lưu ý. Hàm phải khai báo trước, biến khai báo sau. Hàm sao cũng được. Ok. Rồi. Bạn thấy là nó ra cái key không à, chứ không ra value. Nếu như bạn dùng đích á, thì bạn chỉ ra key thôi. Bây giờ bạn muốn lấy ra value thì sao? Lúc này, thêm một cái nữa. Unpack nó thêm một lần nữa. Chết queo luôn. Không được.
Vậy giờ sao? Giờ theo lý thuyết đó là phải được. Đó là lý thuyết. Trên thực tế thì làm được. Thế giờ sao vậy? Ở đây thằng này nè, bạn phải sửa lại không phải là bên nữa. Bạn không không thể nào để như vậy được. Bạn phải đưa vào là key giống nhau. Tức là chỗ này bạn không để một biến tên bất kỳ nữa, mà cái biến này bạn phải để tên là key, tên của cái key. Được không? Bạn phải để vào là tên của cái key. Cụ thể giả sử mình biết cái thằng đó có hai cái key là name và member thì mình để tên key y chang. Sau đó mình xuất ra như thế này, nó mới chạy. Hơi rườm rà một xíu đúng không? Hơi gò bó. À, được chưa? Rồi, backing app của mình với sao sao thì sao? Giả sử mình có một hàm khác. À, rồi giả sử ring ở đây. Rồi ring time đây. Chưa, là đây một cái hàm. Xong gọi hàm nó thử coi xem nó ra cái gì. Ngon lành. Chưa, thì rõ ràng nó bắt kinh cho mình. Rồi. Cái tên biến mà KWARS này á, nó là viết tắt của chữ keyword của mình á. Chưa? Keywords. Rồi, giả dụ bây giờ mình thử đổi lại xíu cũng với này, nhưng mà mình cho một cái danh sách và mình print nó tại đây xem có ra gì. Được chưa? Đây là một kiểu khác. Thì từ đây nè, bạn lấy ra được biết thằng này nó là dạng nào, bạn lấy ra item của nó lượm ra. Được chưa? Lưu ý là bạn không được phép bỏ các positional app của mình sau biến backing mà có sao sao, cũng giống như với sao, tức là positional phải nằm trước. Quy ước chung là vậy, lúc nào cũng positional nằm trước. Rồi, ok. Rồi, nhờ những kiến thức nãy giờ chúng ta học thì bạn có thể tạo ra một hàm có cấu trúc linh hoạt như thế này. Positional. À không, một cái backing, một cái backing, sau bạn thêm một cái nữa. Ok, rồi. Rồi, thì đây là những kỹ thuật rất là thú vị. Nó sẽ giúp cho bạn có khả năng viết những cái hàm linh hoạt vô cùng. Nên hãy cố gắng nắm chắc kỹ thuật này. Tuy đơn giản nhưng lại được sử dụng rất là nhiều ha, vì nó đơn giản nên được dùng nhiều, hiệu quả nữa. Rồi, cũng có bài học được các kiểu. Các bạn có thể lên website hacktheteam.com để các bạn tham khảo nha. Rồi, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, có thể vào group.hacktheteam.com để trao đổi với mọi người. Đó là group Facebook. Nhớ like và subscribe video YouTube để nhận được những video mới nhất, không phải của chỉ Python không, mà có thể của nhiều ngôn ngữ lập trình khác và nhiều kiến thức khác. Code có thể tải tại hacktheteam.com, giống như bài này. Bạn có thể lên đây, thấy code nằm đây sẵn nè. Lên hầu lấy xuống ha. Có mấy nút sổ ra nếu như mà nó không đủ độ dài, có bị lưu ngay đây. Chưa? Rồi, tài liệu bạn có thể vào phần tài liệu đường dẫn nó nè, thấy không? À, rất là nhiều tài liệu đây để các bạn tha hồ. Và bạn có thể hỏi đáp trực tiếp ngay trên website như thế này. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Bài sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục về function trong Python, nhưng nói tới biến locals và biến global mình đã từng nói ở bài đầu. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại ở những bài sau. Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất nhập. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình.